Người Palestine hôm 8 tháng 10 tổ chức tang lễ cho hơn 15 người thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel vào một trại tị nạn ở Deir al-Bala của Gaza. Các nhân chứng cho biết cuộc không kích đã phá hủy nhiều nhà và lều trại. Cuộc tấn công trên không và trên bộ vào Gaza vẫn đang diễn ra. Người dân ở Jabalia cho biết Israel đã triển khai xe tăng tiến sâu hơn vào thành phố vào hôm 8 tháng 10. Israel kêu gọi người dân rời thành phố khi tiến hành không kích trại tị nạn. Israel cho biết việc triển khai quân vào Jabalia là một nỗ lực nhằm ngăn chặn các thành viên Hamas tái tập hợp để tiếp tục các hoạt động tấn công. Theo các quan chức y tế, hàng chục người đã thiệt mạng ở Gaza trong 24 giờ qua. Các cánh vũ trang của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo cho biết các thành viên đã tấn công lực lượng Israel ở miền Bắc bằng tên lửa chống tăng và đã có thương vong trong quân đội Israel. Những cuộc tấn công này xảy ra một ngày sau thời điểm đánh dấu một năm cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10 năm 2023. Theo thống kê của Israel, các tay súng Hamas đã xông vào các thị trấn Israel, giết chết 1.200 người và bắt khoảng 250 người làm con tin. Bộ Y tế Gaza cho biết cuộc tấn công trả đũa của Israel ở Gaza đã giết chết gần 42.000 người Palestine. Hầu hết, 2,3 triệu người ở Gaza đã phải tản cư và điều kiện sống ngày càng xấu đi. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.